Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập 1, trang 128, sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Phát biểu các định nghĩa: A. Từ trường đều, B. Lực từ, C. Cảm ứng từ. Để có thể phát biểu được chính xác các định nghĩa này thì các em có thể quan sát lại phần lý thuyết mà chúng ta đã học. Cụ thể về từ trường đều, chúng ta dở lại trang 125. Trong phần 1 nhỏ, chúng ta sẽ thấy nội dung về từ trường đều. Ở đây người ta đã định nghĩa từ trường đều chính là từ trường mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm. Các đường sức từ là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau. Như vậy, các em có thể ghi ngay lại câu trả lời cho phần A nhỏ. Đó chính là phần định nghĩa về từ trường đều. Thì đó chính là từ trường. Mà đặc tính của nó giống nhau tại mọi điểm. Đường sức từ ở trong từ trường đều là những đường thẳng song song, cùng chiều và cách đều nhau. Như vậy là chúng ta đã nắm được rõ định nghĩa của từ trường đều cũng như đặc điểm của từ trường đều. Rồi, chuyển qua ý thứ hai là chúng ta sẽ phát biểu định nghĩa về lực từ. Chúng ta sang ý B là phát biểu định nghĩa lực từ. Với lực từ thì các em cần nhớ đó chính là lực tương tác mà từ trường tác dụng lên một lan châm hay là một dòng điện đặt trong đó. Và lực là một đại lượng vectơ, vì vậy nó sẽ có thỏa mãn 4 đặc điểm. Thứ nhất là điểm đặt, thứ hai là phương, chiều và thứ tư là độ lớn. Ở đây, trong bài học này thì chúng ta đã xét về độ lớn lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện. Các em sẽ quan sát hình 20.4. Đây là hình vẽ mô tả lực từ F tác dụng lên một đoạn dòng điện M1, M2. Đoạn dòng điện này có chiều từ M1 đến M2 và đang được đặt trong một từ trường có vector cảm ứng từ B hướng theo phương tạo với M1, M2 một góc alpha. Thì khi này bằng thực nghiệm thì người ta đã chứng tỏ được rằng lực F sẽ có phương vuông góc với M1, M2 và đồng thời cũng vuông góc với vector B. Hay nói cách khác là ba vector, vector I, L, vector B và vector F tạo với nhau hợp thành một tam diện thuận. Điểm đặt thì chúng ta thấy rõ rồi, điểm đặt của lực từ F tác dụng lên M1, M2. Chiều của lực F thì người ta đã đưa ra cái quy tắc để xác định chiều lực F ở đây, đó là quy tắc bàn tay trái. Độ lớn của lực F thì xác định là F bằng ILB nhân sin alpha. Trong đó I là độ lớn cường độ dòng điện, L là chiều dài phần tử dòng điện, B là độ lớn cảm ứng từ và góc alpha là góc giữa vector B và phần tử dòng điện IL. Rồi, như vậy với ý B này thì các em có thể ghi lại câu trả lời như sau.
Thứ nhất thì chúng ta phát biểu định nghĩa của lực từ. Lực từ chính là lực do từ trường tác dụng lên nam châm hay dòng điện. Được đặt trong nó. Chúng ta xét lực từ S tác dụng lên phần tử dòng điện IL. Đặt trong từ trường đều. B. Thì tại đó ta sẽ có thứ nhất là lực ép này sẽ có điểm đặt tại trung điểm của L. Thứ hai, đó là phương của S vuông góc với phương của L và B. Hay nói cách khác là ba vector S, L và B tạo thành một tam diện thuận. Đặc điểm thứ ba đó là chiều của S thì tuân theo quy tắc bàn tay trái. Rồi và đặc điểm cuối cùng là độ lớn của S. Được xác định theo công thức S bằng ILB nhân sin alpha. Trong đó I là cường độ dòng điện, L là chiều dài phần tử dòng điện, B là độ lớn cảm ứng tử và alpha chính là góc hợp bởi vector L và vector B. Lưu ý, alpha chính là góc hợp bởi vector L và vector B. Như vậy là chúng ta sẽ đã định nghĩa xong, phát biểu xong định nghĩa của lực từ cũng như xác định lực từ trong một trường hợp cụ thể, đó là tác dụng lên một phần tử dòng điện đặt trong từ trường. Rồi chuyển qua ý C. Ý C người ta yêu cầu chúng ta phát biểu định nghĩa của cảm ứng tử. Các em có thể quan sát ngay phần ghi nhớ để chúng ta có thể theo dõi cái phần định nghĩa này. Người ta định nghĩa là tại mỗi điểm trong không gian có từ trường thì xác định bởi một vector cảm ứng từ B có hướng trùng với hướng của từ trường và có độ lớn bằng thương số S trên IL với S là độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ dài L, cường độ I đặt vuông góc với hướng của từ trường tại điểm đó. Rồi như vậy các em có thể thấy là cảm ứng từ B chính là một đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Là có hướng trùng với hướng của từ trường và có độ lớn chính bằng thương số S trên IL. Như vậy chúng ta ghi lại câu trả lời cho ý C như sau. Đó là cảm ứng từ
thì chính là đại lượng. Đặc trưng cho từ trường. Về phương diện tác dụng lực. Cụ thể là nó sẽ có hướng trùng với hướng của từ trường. Và em nhớ cho cô, cảm ứng từ thì được ký hiệu bằng vector B. Đây cũng là một đại lượng vector. Nó có hướng trùng với hướng của từ trường. Và có độ lớn được xác định theo công thức là B thì bằng S chia Y nhân N. Đơn vị của cảm ứng từ B đọc là Tesla và ký hiệu là chữ T. Rồi, như vậy là chúng ta đã phát biểu xong định nghĩa về cảm ứng từ và hoàn thành bài tập 1.